Rồi, hiệp 3 lên rồi anh em ơi. Hiệp 3 em sẽ lên cho anh chị em một lô áo à. Áo combat rồi áo áo tùm lum ơi, cảm ơn chú nhiều nha. Áo đủ loại áo nha anh em. Số điện thoại của shop là 0911337139. Anh em có nhu cầu cứ liên hệ dùm em qua Zalo, nó đỡ tốn tiền ha anh em ha. Còn em thì bán ship hàng toàn quốc, có giá sỉ và giá lẻ. Giá sỉ thì là ít nhất anh em phải lấy từ 50 đến 100 cái mới là được giá sỉ nha. Còn mua 1-2 cái thì giá này cũng là em đã bán sỉ rồi. Nhưng mà em cũng xin đính chính lại một chút là bữa hôm anh em có nghe lén em á, thì em nói chưa nó gãy gốc. Tức là em là người lấy hàng tận gốc nhưng mà bán tận ngọn. Bán tận ngọn nhưng giá không có tận ngọn. Giá là giá sỉ chứ không phải là giá bán tận ngọn nha. Cho nên bữa hôm có một vài anh em nghe bảo là mua tận gốc bán tận ngọn thì là cái đó hơi oan phải không ạ? Nếu mà em bán tận ngọn chắc chắn là anh em sẽ ủng hộ em không có được như về hôm nay đâu. Rồi tiếp, bắt đầu tiếp nha anh em. Lô này á, thì em khui ra là anh em đặt cái mền không phải cái mền, cái áo mưa cánh dơi á rất là nhiều nhưng mà thực sự không có một cái nào hết, nhưng mà nó ra áo combat. Đây là một con áo combat multicam hàng chuẩn của Mỹ, size M, size cực đẹp nha. Nhưng mà combat không phải khi nào có đâu. Có một vài anh em dặn em lâu lắm không biết anh có biết đường vào mua không mà em quên mất tên anh rồi. Không biết ai dặn luôn á. Để rảnh ta coi thử ai dặn, nhưng mà giờ quên mất tiêu rồi. Size M bây giờ á, đúng mà em bận thì như con này em bận vẫn vừa nha, để em bận thôi. Size M là đúng số ký mà bệnh căng ra là 70-80 kg. Mà con này á thì em cũng khuyên anh em là nó dạng body giống quần, giống cái áo bắn tỉa mình bệnh, đừng có bo sát. Con này bề ngang là 53 thì em là người bệnh vừa, 50-60 là bệnh vừa. Em là 45 là body. Dài áo 77 nha, mới 98% luôn. Con này là em bán 900.000 mã 53 này. Nhưng mà em bận thử cho anh em xem này. Nếu như thực sự em là gái có chồng thì cái bụng nó không có đẹp đâu. Thực sự cái phọt của em nó không có đẹp. Cho nên là mình có tuổi mà bận một con áo nó lồi cái bụng lên thì em nghĩ nó không thích. Hay là cái sở thích của mình không thích, không biết. Con này là 70-80 kg là bận vừa này. Nhưng mà form của em thì em lại thích bận như thế này. Còn nếu như chật hơn chút thì em tầm 45 thôi. Là em sát như thế này. Em quay ngang anh em nhìn thấy cái bụng em có duyệt được không? Em nhìn thấy cái bụng duyệt được không? Chứ đừng có nói cái bụng ườn ra như thế này thì em nhìn thấy sao? Em thấy như vậy em buồn cười lắm. Không những em nhìn cái hình ảnh đẹp mà em thấy buồn cười. Cho nên là cái áo này thì co giãn thì nó thừa sức nó ra tới 80 kg á. Thấy không? Medium là 70-80 kg nhưng mà em thích bận như thế này. Đó. Rồi, ai cho đây? Cho đoạn này giùm em nha. Đấy. Rất là đẹp. Anh em mà áo 10-65 hoặc mùa hè anh em chạy ngoài đường á, mùa nắng này này. Chạy ngoài đường bận một con áo combat như vậy, chạy nó vừa đỡ đen tay vừa đẹp. Con này rất là mới nha, 98%. Đẹp quá. Mà dòng này mà dây kéo cổ là nó đắt hơn dòng không có dây kéo nha em. Rồi bây giờ em lên tiếp con combat này nha anh em. Thì cái đấy là tùy thuộc vào anh em thôi. Anh em mà tập gym á, tập gym mà có mấy múi rồi là bận sát người rất là đẹp. Nó khoe hết từng cái sợi mũi của mình, bao nhiêu mũi, bao nhiêu ấy là cơ bắp nó khoe ra ngoài rất là đẹp. Cái đấy là phụ thuộc vào cơ địa, cơ thể của từng người, cơ địa mới đau. Rồi em lên tiếp con này nha anh em. Con này là, rồi bị cắt rồi, medium reo lơ luôn, nhưng mà nó bị lủng mất hai cái lỗ đây rồi.
ông này chuột hay gì nó nhâm bán rồi. Anh em mà mua con này thì về anh em chỉ có cái là có chiều cao thấp thấp thì cắt từ đây tới đây thôi, cắt đi cả chục phân á, thì em đo từ trên xuống tới đây thì anh em nào thích thì chốt nha. Thôi trên này có mấy cái lỗ rồi, có mấy cái lỗ nhỏ nhỏ rồi. Con này cũng như vậy, 70 tới 80 kg. Con này bề ngang lại hơi rộng 58 luôn. Áo thì rất là mới đấy, nhưng mà nó bị mục hay sao á. Rồi, ai chốt con này thì chốt cho em là 400 ngàn mã 54. 400 ngàn mã 54. Có con này mới độc nữa này. Con này lá cây rừng này anh em này. Lá cây rừng mà nó bụi nha. Nó chơi một nửa bên này và một nửa như thế này em mới ngầu. Lá cây rừng này thì không biết là của thằng nào rồi. XL Mark in Bangladesh. Của Bangladesh nha. Thun nó co giãn giống như cái áo em bẩn á, nhưng mà rồi con này về ngang là 64. 64 là anh em mà 80 90 kg trở lên mới vừa. Áo thì đẹp nhưng mà dưới này nó cũng bị dính một chút dơ này. Dính một chút dơ đây anh em. Dính một chút dơ. Dưới này chất liệu nó mát lắm này. Sao màu nâu đằng sau lưng của nó này anh em này. Sau lưng á. Đằng sau lưng nha. Còn đằng trước này. Con này là về giặt ra. Rồi chốt cho em con này là 400 ngàn mã 51. Em đo chiều dài cái áo nha. Đo chiều dài áo. Dài áo của nó là 80. Dài áo 80. Chốt cho em 400 ngàn mã bao nhiêu đọc xong rồi. Ghi bẻ ra anh ấy đó. Chắc em xin phép cởi cái áo này ra thôi. Bình vào sốt ra luôn. Ghi bẻ ra mà anh ấy đó. Từ ăn. Em lên tiếp một con công bắc. Con dây kéo cổ luôn à, thủy quân vàng này. Thủy quân vàng nha anh em. Con này size S small railer. Size này nhỏ này. Ai người nhỏ thì bận con này ha. Con này dài áo 75, cao 1m60 trở lên, 1m7 trở lại này. Bề ngang của nó là 53. Đó. Mới đẹp nha em. Mới và đẹp nhưng mà ở đây cũng có bị dính một chút dơ nhẹ nhẹ đây rồi á. Dính một chút dơ nhẹ nhẹ đây rồi á. Con này em bán 600.000 mã 50. 600.000 mã 50 ạ. Tiếp một con combat multicam nữa, mới ten luôn. Có dây kéo cổ nha anh em. Size XL nha anh em. XL là nó to á. XL á. Dài áo của nó là 80. Rất là mới. Nhưng mà dài áo 80, bề ngang của nó là 58. XL là 90 kg nha anh em. Nhưng mà em nghĩ anh em 80 kg bẩn con này rất là đẹp. Đừng có nhảy lên 90. Khi mà nó co giãn này hả? Vô tư. Rất là mới nha. 98% luôn. Hàng chuẩn cấp phát nha anh em. Em vừa mới khui ra nó còn nhăn nhún á. 900 ngàn mã 56. Con này hơi cũ này. Báo cáo anh em con này là cũ nha. Con này nó cũ lắm. Cái màu của nó vậy nó cũ lắm rồi. Con này nó cũ lắm rồi. Khi mà cái miếng dán của nó đã te tua như thế này thì nó chỉ được có 90%. Ở đây nó bị lủng mất lỗ này. Đằng sau này màu nó lem luốc nha anh em. Màu của nó kiểu nó loang loang à. Rồi con này được 90% nữa thôi.
90%. Con kia 900.000 thì con này 450. À 450 mã 57 ạ. À. Em bán 450 ạ. 450. 450 mã 57 ạ. À. Tiếp một con ghi lê này, con này gọi là áo giáp sa mạc. Giáp sa mạc anh em, ở trong là có những cái dây ràng buộc ở trong này, túi là túi giả nha anh em. Sa mạc 3 màu size medium. Size medium là 7 tới 80 kg thôi anh em ạ. Dài áo 72, chất vải kaki ha. Con này nó cũng có một vết dơ đây rồi. Ở đây nó dơ loang loang này anh em, về giặt dùng em ấy. Dơ này gọi là dơ tồn kho, chứ không phải là dơ ấy đâu. Đây có một vết ố ố nhẹ nhẹ thôi. Thông thường cái hàng tồn kho này là nó hay bị ố ố thôi. Bây giờ em bẩn con này lên cho anh em xem nha. Áo giáp cái này gọi là vỏ giáp sa mạc. Đấy. Vỏ giáp sa mạc anh em. Nó dùng bằng miếng dán này, mấy cái dây ở trong thì nó để vậy. Túi là túi giả chơi vậy á. Mình làm như áo ghi lê á. Anh em mà hay chơi áo ký giả là chơi như vậy thôi. Nút thì nút bấm này. 70-80kg là bẩn ok. Ai chốt con này chốt cho em 800.000 mã 55. 800.000 mã 55 ạ. Anh em bẩn làm áo ký giả bên ngoài anh em hay chơi, nhưng có cái là nó không có túi. Rồi, ai chốt giùm em ha. Em có một con này nữa này. Tiếp một con ghi lê. Ghi lê lưới nha. Ghi lê này, ghi lê lưới. Nhìn nó rất là nhỏ ạ. Nhìn nó nhỏ thôi nha em. Nhưng mà em bận vừa. Chiều dài của áo này là 57. Ghi lê này là size S. Con này là size S. Đi lấy ăn về uống nước hay con? Con tự lấy nước uống. Con này nó không ghi là mắc in gì hết. Con này không nói nước nào hết anh em ạ. Nó không nói nước nào hết. Giỏi anh. Bưng ly nước lên uống ấy. Đi. Không ạ. Đấy. Nó là dòng ký giả như vậy nha anh em. Anh em nào thích ký giả này, hôm qua em có mấy con ký giả anh em chốt. Mấy em chốt trượt nhiều lắm. Cái túi này. Con này thì nó là chỉ tầm thường thôi. Con này không có. Nói chung là nó chỉ có đơn giản như vậy thôi. Chứ không có rườm rà. Nói tầm thường không phải, nói đơn giản nhưng phải là tầm thường. Còn có những con thì nó cầu kỳ, túi ngang, túi dọc. Đấy. Em là 55kg thì con này nhảy lên được 60kg là bẩn ok. Túi nha, 2 túi, 4 túi, 6 túi. Sau này túi là 7 túi. 7 túi. Rồi, màu xanh ô liu. Chốt cho em con này là 1.4 triệu, mã 49. Ký giả nha em. Con này là dòng của lưới, dòng lưới chứ không phải là dòng à. Rồi tiếp một con thủy quân lục chiến, à thủy quân vàng nha em. Con bắc. Con này mới đẹp, con này lát lông. Anh em nào vừa to và vừa dài thì chốt con này này. Cao 1m8 trở lên và 80 đến 90kg chốt con này. Con này bề ngang là 54. Và dài áo của nó là 85. Mới và đẹp. Dây kéo cổ nha. Chỉ có cái dòng này là được mua rẻ mà thôi. Chứ con bắc mà dây kéo cổ là không có con nào rẻ đâu nè. Mới cứng. Con này là phải nói từ mới cứng. Mới cứng hay mới kẹm gì là nó nha. Rất là mới luôn.
con này em bán 800.000 mã 52. Con này mà anh em biết dính vào thủy quân lục chiến mà cái áo này này. Anh em mua phải 1 triệu mấy. Mà không có mà bán 1 triệu 8 mà dành nhau mua. Không phải là lèo phèo đâu. Rồi em lên tiếp một con. Con này là con gì đấy? Tiếp một con ghi lê nữa này. Ghi lê này thì được có, đừng có đùa cái túi này nha. Cái túi này là không có đùa nha. Cái túi này là quá đỉnh luôn á. Không biết đựng cái gì thì em chả biết nữa. Thực sự em không biết nó đựng, làm để đựng cái gì luôn á. Hai cái túi hai bên nên nhiều đồ chơi quá. Bây giờ không biết bận đâu là trước đâu là sau rồi. Con này thì bao cho anh em. Anh em to nhỏ gì cũng bận được hết. Hình như em bị xoay rồi ấy. Rồi cái này là thích to thì to mà thích nhỏ thì nhỏ nha anh em. Có hai cái túi ở đây này. Như em cài bị lộn xộn nữa. Đó, nó có hai cái túi ở đây. Còn hai cái này là nó cài với nhau mà em chưa biết cài sao á. Hai cái túi ở đây này. Như thế này. Đó, đằng sau thì nó như vậy thôi. Rồi con này để coi mà. Đây cho anh em đọc cái tên này luôn. Đây là nguyên một cái miếng bạt. Nguyên một cái túi này bằng bạt. Hơi bị đỉnh nha. Nói về nhìn cái túi này là, nhìn cái chất vải này là anh em có thể đọc được cái túi này. Rất là đỉnh đồi luôn đấy. Nhưng mà không biết họ bỏ cái gì vào đây á. Hình như một cái dòng dây TB. Nó ràng từ bên này và ràng qua đây để mình dắt những cái nói về cảnh sát thì anh em biết là thiếu gì cái dắt phải không ạ? Bây giờ em mà nói lên đây là em sẽ bị spam. Cho nên là em nói như vậy anh em tự hiểu ha. Một cái dây TB bự nó lồng qua đây này. Nó đi từ đây và anh em có thể dắt bình đông rồi dắt gọi là dắt. Thì nó là như vậy. Rồi con này con này không có ghi giá luôn hả? Con này em bán giá là 1 triệu mã 43. 1 triệu mã 43. Một triệu mã 43 nha anh em. 1 triệu mã 43. Anh em nhìn thiệt kỹ trước khi mua này. Nhìn thiệt kỹ giùm em trước khi mua nha. Nói như vậy nhưng nhiều khi mà kiếm ra một cái cũng hơi bị le kèn á. Tiếp một con nữa này. Hôm qua là con kia. Tiếp một con nữa nha anh em. Đó. Con này là con rần ri nha. Túi của nó thì một túi, hai túi, ba, bốn túi, năm, sáu, bảy, tám. Tám cái túi. Đằng sau này thì nơi để dắt gì đấy không cần thiết. Em đo chiều ngang và chiều dài. Chiều dài có 43 nhưng mà dòng ghi lê thì anh em không có cần là phải chiều dài đủ nha. Không có cần phải chiều dài phải đủ nha. Vì mình bận là ghi lê thôi. Cái này là em mở ra hồi nãy là nó bằng người em thôi. Cái này nó đôn nhỏ lại như thế này. Giờ em mở ra nhưng mà vẫn đang còn nhiều á. Đó, khi nào ra hết là nó như vậy. Nhưng mà anh em thích nhỏ là 55kg vẫn được. Mà tới 75kg vẫn được luôn. Thế anh em phụ thuộc anh em đôn. Này sao phải dỗ nó mới vào nữa.
Em nhiều khi em kéo chứ kéo em ngu lắm. Chưa đẩy xuống hết mà đòi đẩy lên. Thôi để anh em từ kéo. Em bận với anh em như thế đâu mà. Rồi 98% đồ mới nha anh em. Chốt cho em con này là 2 triệu mã 40. Hồi tối em bán một con là 1 triệu 9. Nhưng mà ACU bây giờ là rần rí à. Hình như em bận màu áo này lên nó không có lòi được cái có, anh em không có định dạng được con áo. Rồi ai chốt chốt cho em. Em còn phải đưa như vậy chứ thầy. 2 triệu mã 10-40. Rồi tiếp một con ghi lê thường. Một con ghi lê thường nha anh em. Con này của cái xanh 54. Con này ghi lê thường thôi. Dài áo 73. Cái này gọi là ký giả thường nha. Dính một chút sơn này. Sau bằng chất ni lông. Đây là vải kaki. Còn đây là chất ni lông. Con này hơi to. Anh em nào mà 80. Wow. 100kg. 90 đến 100kg vừa con này. Anh em nào thích ký giả này, đơn giản và nhẹ nhàng. Chỗ này thì nó bị dơ một chút nhẹ nhẹ thôi. Ký giả thường thôi nha anh em. Rồi cái này là thời trang thôi. Đó. Cũng quá chừng túi này, 2 túi, 4 túi này. Sau này 1 túi này nữa là 5 túi này. Rồi, ai chốt con này chốt cho em 500.000 mã 41 ạ. 500.000 mã 41. Cái này gọi là thời trang anh em, không phải là hàng của lính đâu. Tiếp một con áo. Áo này gọi là áo giáp, vỏ giáp. Hồi nãy có sa mạc giáp, bây giờ con này vỏ giáp tiếp này. Này nó còn viết chữ ở sau lưng á. Con này đồ mới không có cao nữa anh em ạ. Mấy cái màng này là nó bay tùm lum. Mấy con này sao mà nó xếp nó sai được cái chứ. Con này là nó còn bay. Dài áo là 68. Nó bay từ lưa tới lướt à. Con này là size small regular. Cái cổ nó cũng hơi dơ dơ một chút, về anh em giặt giùm em cái nha. Nó hơi dơ dơ chỗ cổ một chút. Áo này là áo vỏ giáp sa mạc thì nó không có túi. Hồi nãy em có nói anh em rồi á, mấy cái dây này là mình phải cho vào đây này. Nhiều khi mình luồn luồn nó được có mấy con này, mấy con này lâu lắm rồi không có gặp. Đấy. Rồi con này là size small nhưng mà 80kg à, 70-80kg mới vừa. 800.000 mã 42. 800.000 mã 42. Con này đồ mới của nó thì được 96%. Ở đây nó dính một chút dơ nhẹ nhẹ nha nhé. 96%. Đó. Rồi em lên một con sumi nha anh em. Sumi mà sumi bụi vậy không biết nữa. Dài áo 71 sumi này. Sumi hơi bị ngầu luôn. Đây một túi này, trên này một túi và trên này một túi. Trên cầu vai nó hơi dơ một chút thôi. Con này rất là bụi nha anh em. Ở trong cổ nó bị reset này anh em này. Nó bị dơ vàng vàng đấy nha. Con này rất là ngầu á. À. Ai mà bệnh con này là bùi lắm cái này. 70kg trở lại. 70kg trở lại nha em. Rất là ngầu luôn. Rồi áo màu này màu xám chứ không phải là màu. Màu xám chứ không phải màu xanh ô liu hay cỏ úa nha em.
Con này em bán 500 nghìn mã 44. Cái áo này anh em bận làm sơ mi mà cục tay về nó rất là bụi nha. Em lật ống tay lên để anh em định dạng được con áo, vì em bận hai áo là nó màu mềm nhìn không nhận ra được. Đó, rất là ngầu luôn ấy. Con trai con gái gì chơi tuốt. Được không? Em thấy cái form này vừa trẻ và vừa ngầu, vừa nó thể hiện được mạnh mẽ của một chất người đàn ông. Đẹp, duyệt. Rồi, ai chốt con này chốt giùm em. Con này không phải của Mỹ đâu nha. Báo cáo anh em không phải của Mỹ đâu nha. Không biết nước nào nhưng mà con này không phải của Mỹ. Ở lớp trong của nó có một cái túi này này. Đó, chất vải cực kỳ dày. Có một lớp túi. Áo có cầu vai nha em. Nếu như con này mà chơi hàng cầu vai đời lính lên nữa hơi bị đẹp. Nhưng mà nút nó bị bể mất nút. Rồi, ai chốt con này chốt giùm em là 500 mã 44 ạ. Tiếp một con multicam. Dòng multicam này mà màu khác, con này hơi bị đắt luôn. Của taxi. Của taxi. Con này hàng Mark in China size S. Con này mà thủy quân lục chiến á. Hôm trước em có một con như vậy. Trời ơi là trời. Con bắt. Cái này là vải không nha. Áo chống cháy nha anh em. Em đo bề ngang này vì áo này không có sự co giãn, cho nên mình không có thể là ấy được. Bề ngang của nó là 54. Thì ở bên hông là có một miếng dán như thế này này. Em bận vào anh em ạ. Em chưa đo chiều dài này. Áo này thì bận vào mùa đông không. Mùa này nó là 100% ni lông á. Mùa này anh em mà bận là anh em chết á. Đó, nó chui được thì anh em tầm con này từ 70kg là anh em mới chui được, vì nó không co giãn nha. Còn mà anh em mà con này thì không đụng hàng. Thực sự con này thì không có đụng hàng. Đó, giãn lại vậy là xong. Mùa đông anh em chơi một con compact như vậy, tìm thêm một cái quần compact nữa là rất là đẹp. Thêm một cái quần multicam á, ghép thành bộ này là đẹp lắm, nhưng mà nó vừa nhẹ nhàng, nó không cục mịch, nó không có chững chạc. Con này là của taxi của China nha, mới 98%, 900.000 mã 47 á. 900.000 mã 47 nha anh em. Cổ trái tim ha. Con này cổ trái tim. Tất cả là bo chun nha anh em, bo chun. Bây giờ mình vào đi sao cởi đây ta. Mình nó chất ni lông nhiều lắm, nó lọt xoạc. Wow. Cởi ra được thì thành một con quả. Rồi, em lên tiếp một con. Có một con áo gió này này. Con này là nếu như mà có cái mũ là em lụm ngay con này rồi. Con này là áo khoác gió dành cho mùa hè, cách nhiệt không nóng. Mùa này mà chạy đường là cần con này nhất, vô cùng là nhất. Con này dài áo là 869. Con này là dài áo 69, cái con này em đọc giá tiền chứ đó. Lo bình là con này 900.000 mã 47 em đọc rồi. Đây cái con này anh em này. Con này là áo gió ACU. Size nhỏ nha. Cái dòng này thì rất là tiện lợi luôn. Con này của Haiti, dòng của Mỹ luôn nha anh em. Anh em mà nhỏ nhỏ con này 70kg, 60 small á, 60 tới 70kg là anh em bình đẹp. Em thì hay chạy đường mà lại có một cái mũ trục lên để che cái phần đầu, phần mặt của mình, đỡ nắng nó táp hết cái má hồng của mình. Đấy,
Nó thì ở dây dưới này nó còn có tác dụng dây là để rút cái tà ngang của nó, tà này này, tà áo, nó rút để nó bo cái áo lại cho nó gọn gàng. Cái cục dây này này, thực sự con áo này của Mỹ nó đồ, nó làm rất là nhiều cái tác dụng luôn. Áo cực mát nha em, y chang như em không bẩn áo á. Đó, túi hai bên á, hai bên này, đấy cái túi của nó chà bá này, ở trong này có một cái dây nữa, dây nó bắt tùm lum, bắt từ lưa hết. Con này đẹp, 96-97%, không lủng rách không dơ. Ai vừa con này chốt cho em 700.000 mã 39, 700.000 mã 39 anh em. Size small anh em 60 tới 70 kg là bằng vừa. Đi ngồi ngủ gật rồi đấy. Đấy. Tiếp một con multicam vải cổ tròn. Multicam compact cổ tròn anh em. Compact cổ tròn nha. Thực sự lâu lắm mới được một lô compact đẹp như thế này anh em à. Mới 98% luôn đấy. Size đẹp, áo đẹp. Size S. Size S nha, hàng xịn của Mỹ á. Rồi, size S thì 60 kg, 50-60 kg. Anh em mà body thì vô tư này, em đo bề ngang, anh em thích body này. Bề ngang của nó là 49. Thì anh em, nếu mà anh em body thì 70 kg vẫn được. Body nha, thích cho nó lòi muốn của mình ra. Dài 76, 98%. Ai chốt con này chốt cho em 800.000 mã 45. Tiếp một con compact multicam, con này là của anh, không phải của anh. Con này dây keo cổ, nên phải của anh, nhìn cái bệt thì giống anh mà chưa đọc tem. Mắc in China. Con này của lính bắn tỉa China. Bắn tỉa của China. Con này cũng rất là đẹp nha. Biết size L là size lát rồi. L là size lát. Bề ngang của nó là 58. Dài áo của nó là 72. Mới 98% nha anh em. Chốt cho em con này với giá là 500.000 mà 46. Nha anh em. 500.000 mà 46, hồi nãy em bán 700.000 đấy. Mà bán rẻ con này của China. Em lên cho anh em một bộ bay này. Bay thủy quân vàng. Mới kẹn 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 luôn. Áo liền quần nha. Chất vải caro. Mới 98% luôn. Bây giờ em đo bụng và chiều dài cho anh em ha. Bụng của nó là 92, là nhỏ nhất. To nhất là 110. Anh em nào to nhất là size XL. 80 đến 90 kg. Nhưng mà chun nhỏ thì 60 đến 70 kg vẫn vừa. Tem của nó nha anh em. Chiều dài nha anh em. Đo chiều dài phải nắm từ cái ống nắm lên. Dài áo là 75, là 1,5 m. 1,50 m từ dưới chân lên trên vai nha. Đẹp không tì vết. Con này em sẽ bán với giá là 900.000 mã 37. 900.000 mã 37. Anh em nào mùa đông á, và mùa đông bận nguyên một bộ vậy, nó được là một bộ lễ phục, một bộ thủy quân vàng trung màu tuyệt đối. Và nó ấm, không thể hơi nào vào được hết. Không có ai thoát ra được, không có ai vào được. Có hai cái túi hai bên. Hoặc là em thì bữa hôm em lấy một bộ như vậy, em cắt làm một bộ cho mình. Trên này có túi nha. Em cắt làm một bộ đùi.
Rồi ai chốt thì chốt giùm em 900.000 mã 37 ạ. Lao ra rồi anh ơi. Em lên anh em một con cọp chất vải caro này. Con này thủy quân lục chiến thực sự thông thường anh em mua rần ri á. Là anh em mua rần ri bình thường nha. Bộ bình thường nha, nhưng mà khi mà gặp một con 100 cô tông là cực mát rồi đó. Anh em đã hiểu được giá trị của 100 cô tông. Thì cái thằng này á, cái thằng cọp này đã của Mỹ rồi mà còn 100 cô tông nữa. Thì anh em biết là nó như thế nào. Cọp con bắc 100% cô tông. 100% cô tông này, chất vải caro nhá. Thì thông thường thủy quân lục chiến này nó đã đắt rồi, còn gặp 100 cô tông nữa là chết. Con này vai 49, size medium thôi. Dài 75. Thực sự hôm rồi anh em thấy em bán có đâu. Màu rất là đẹp nha anh em. Anh em biết cái dòng này 100 cô tông, cái quần của nó em bán mấy triệu không? Em bán là mới bán giá Facebook nha. 100 cô tông anh em đừng có nghĩ là cọp là giá nào như giá nào nha anh em. Cọp có những cọp anh em lấy cọp của Trung Quốc đấy. Cho nên là cọp thứ nhất là phân biệt được cọp Mỹ và cọp China. Thứ hai nữa, cọp của từng hãng sản xuất nó khác nhau. Và cọp, nói chung là cọp, cọp của mỗi năm nó khác nhau. Cái quần này không này, quần này không em bán, nói giá ra anh em phải là bật ngửa. Nói về cái giá của nó là anh em bật ngửa luôn á. 100 cô tông cực mát nha. Con này size medium thì vai này thì tầm anh em 70 đến 80 kg. Em 55 kg mà em bận còn lui lút lút này. Con này em bán giá là 2 triệu. Cái quần của nó em bán 5 triệu. 5 triệu. Áo còn rất là đẹp nha anh em. Con này tầm 96. 96. 96-97%. Con này mà có cái quần nữa thì chết với em. Bẩn con áo lên là tự nhiên nó sang con người à. Tuy là người cùng bắc nhưng mà bẩn con áo lên là tự nhiên là cái áo kia nó làm cho con người đẹp lên à. Rồi khoan, em chưa có dơ lên mà đã hạ xuống. 2 triệu mã 36 nha em. 2 triệu mã 36. Có những con áo em bán có 600.000, 700.000. Có những con áo 1 triệu mấy. Cho nên tiền nào của đấy anh em đừng có lẫn lộn nha. Em muốn anh em phân biệt kiểu đó, phân biệt đồ á. Rồi tiếp một con này là áo. Áo này là em quên mất cái tên của nó rồi. Áo này là quên mất tên rồi nha. Áo này là áo chui. Áo rần ri vải kaki nhưng áo chui ở trong này có một cái túi này. Và cái tem của nó nằm ở đây. Tem của nó nằm ở đây nhé. Có cái túi ở trước bụng á. Áo chui. Ở đây thì có một cái dây rút giữa bụng này. Và dưới tà cũng có một dây rút. Dây này là dây của M65 nha anh em. Dây có sự co giãn của M65 nha. Và ở đây cũng vậy này. Con này cực to. Anh em mà chạy đường bằng cái áo trùm này là vừa định đồi luôn. To. Con này dài, bề ngang là 71. Lão đang ngủ gật đấy. Ngang 71, dài là 80. Con này chất vải của nó y chang như cái chất vải của con M65. Y chang như chất vải của một cái quần, một cái áo M65. Rồi áo thì còn đẹp. Áo thì còn đẹp nha em. Mới. Con này được 96% rồi đấy. Ống tay thì xài bằng dán này. Anh em nào mà 90kg trở lên mới bận được vừa con này. Chốt cho em là 900.000 mã 38. Con này là cái binh chủng gì em quên mất tên rồi. Cái thằng phộng hỏa thì nó là dùng bằng dây kéo.
Còn cái thằng này thì áo chui. Áo chui nha. Thằng này. Rồi tiếp một con thủy quân vàng này, hàng này chưa có sử dụng này. Anh em nhìn cái táp của nó này. Chưa có sử dụng à. Size M. Size M. À, con này size S Railer, Small Railer. Không phải size M mà Small Railer. Men. Hàng dây kéo cổ nha anh em. Mới. Con này là chưa có sử dụng này anh em thấy rồi đó. Chưa có sử dụng luôn á. Mấy cái con này anh em biết không? Đi ở bên Thái Lan mà tìm mấy con này mua là nó bằng cái giá em bán tại đây cho anh em rồi đó. Chứ không phải là em khui kíp ra em bán trung bình giá này cho anh em đâu. Chỉ cần một con như vậy là nó đã đòi 900 bạt rồi. 900 bạt không cần lăn tăn gì hết. Chưa nói em xách từ bên nó về rồi em chi phí rồi tiền này tiền nọ nữa. Đâu phải tự dưng bay cái vèo bụp qua ôm về. Trả tiền là về đó. Chưa có cái gì hết. Con này mới kẹn nha anh em. Small thì anh em nhỏ này. Rồi bề ngang của nó là 52. 52. Dài áo là 75. 6 đến 70 ký nha anh em. Con này em bán 900 ngàn mã 48. Một con multicam cuối cùng. Một con cuối cùng nha anh em. Con này thì lem luốc rồi. Không có mới lắm rồi nha. Anh em nhìn thấy cái độ loang của nó này. Nó lem luốc rồi đó. Con này không có mới lắm. Con này size S small luôn ạ. 60 ký. Ủa con này nãy size S mà em đọc tới 70 ký là người ta. Rồi con này bề ngang là 51, con nó 70 không được đâu anh em ơi. Small em hồi nãy đọc sai gì ta. Rồi con này dài áo là 73. Độ mới của nó thì được 95. 94, 95 thôi nha anh em. Vì cái phần thân này nó bị dơ này anh em. Về coi giặt được thì giặt nha anh em. Nguyên cái ngực của nó dơ nha. Con này ta cho 94% đi. Nhưng mà cái size thì lại hơi bị đẹp. Con này 500 ngàn mã 59. Con này em báo lại cái size này. Nhiều khi đọc tàu lao. Size S Railer. Chiều cao thì 1m7 đến 1m74. Size S thì 60. Đúng rồi. 50 đến 60 ký thôi. 49, 65 ký vẫn được. Anh em nào body thì 70 ký vẫn được. Rồi em xin cảm ơn tất cả anh chị em nhé. Nếu anh chị em nào ưng cái mã nào thì alo cho em. Và quá 9 giờ thì anh em để lại tin nhắn qua số điện thoại. Ưng cái mã nào là nhắn tin. Anh chốt mã đó còn không em. Nếu còn mai em sẽ chốt trả lời tin nhắn trước cho anh em. Em sẽ chốt cho anh, còn anh em mà ưu tiên, em ưu tiên số điện thoại trước, tin nhắn của số điện thoại, sau đó Zalo. Và ai nhắn tin em trả lời trước sẽ chốt trước, còn từ ưu tiên số điện thoại sau qua Zalo và qua số điện thoại anh em gọi ha. Rồi chúc anh chị em ngủ ngon. Em chào, hẹn gặp lại ngày mùng 4 nha anh em.